sập cái đường đó, rồi nó lấy sườn, cái mùa mưa kỳ trước đó nó động nước lên trên máy, nó có lấy sườn, nó nhưng mà nó nước tụi kia vô nó sập bọt lại đỡ thôi, tại lúc đó đâu đi sườn, đâu có sắp lại được. Bây giờ nó vẫn được, nó rồi nó mới làm lại hết, cái máy nó mới để nó sửa được.